Chào anh em, ngày hôm nay thì mình nên cho anh em cái video này giới thiệu đến cho anh em cái mẫu dòng sản phẩm ống nhòm EK cho anh em đi săn ong nhé. Dòng phiên bản này thì nói chung là anh em đi săn rất là nhiều. Bên em thì chuyên cung cấp cho anh em ống nhòm đi săn ong. Phải nói là những cái dòng phiên bản này thì bên em bán cực kỳ là chạy luôn anh em nhé. Đấy, mức giá thì chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Mức giá này là 1 triệu rưỡi là miễn ship rồi anh em nhé. Đây em đang đóng cả 3 chiếc này, có anh đặt cả 3 chiếc EK HD. Em đang đóng đi cho anh em. Thì em đã đây, em đang quay cho anh em vài mẫu này. Phiên bản EK 142 HD. Đấy, EK HD Waterproof nhá. Đây, toàn đơn đây em sẽ chè cái tên của khách đi. Đây, 1 triệu rưỡi này. Đấy. P7 có này, rồi là 1 triệu rưỡi nữa anh em nhá. Rất là nhiều đơn 1 triệu rưỡi luôn này. Đây. 1 triệu rưỡi có luôn này. Đấy. Còn cả EK 2 vực vàng này. Cái này thì em xin phép anh em share cái thông tin đi để đỡ bị lộ thông tin của khách nhá. Đấy, phiên bản này nói chung là anh em đi săn ong mua rất là nhiều thì có cả chống nước đầy đủ cho anh em nữa. Thì anh em đi săn ong thì cứ thoải mái. Bởi vì phiên bản này anh em nhận hàng anh em đi săn ong, nếu như mà anh em mới tập chơi hay là những anh em là tài chính thấp hạn hẹp thì đi săn con này rất là vừa phải nhá. Êm mát và dễ nhìn. Trường nhìn thì khoảng tầm 6,5 độ, hơn 6,5 độ. Chiếc này nó là phiên bản mới năm 2024 anh em nhá. Về cái hộp của nó thì em sẽ soi cho anh em, em sẽ quay cho anh em luôn cái hộp này. Nó sẽ có một cái hộp bìa giấy nhá. Và đằng sau thì sẽ có mã số, mã vạch của ống nhòm. Anh em nhận hàng thì sẽ đầy đủ cho anh em túi đựng này. Đó, túi đựng có gắn sẵn que đeo nhá. Tặng thêm cho anh em một bộ que đeo nữa này. Đó, một cái que đeo. Có cả khăn lau cho anh em nữa. Thì anh em nào cân đối ebook sớm cho em. Em sẽ giao lưu với anh em một chiếc phiên bản hàng mới. Anh em đặt càng nhiều thì em sẽ để giá tốt và sẽ có giao lưu với anh em khách mới khách cũ nhá. Đấy, số lượng hàng đây, nói chung là toàn EK HD hết. Đấy, 3-4 chiếc em đóng đi cả một nốc luôn cũng có. Và số lượng hàng thì nói chung là hiện tại thì em vẫn có để sẵn sàng phục vụ cho anh em với cái dòng phiên bản này, nên là anh em cứ yên tâm. Nói chung là đi săn ong thì bao nét luôn cho anh em rồi. Nhìn thì rất là vừa mắt. Ở dưới thân ống nhòm thì sẽ có mã số riêng này. Anh em yên tâm, nhận hàng ở bên em thì sẽ có hóa đơn bảo hành do chính tay em viết, nên là anh em cứ yên tâm rồi. Đấy, sẽ có cụm mắt đầy đủ này. Đó, cụm mắt rất là trơn tru và mượt mà. Phiên bản 142, mức giá 1 triệu rưỡi là miễn phí ship tận nhà. Bảo hành cho anh em lên tới 2 năm. Đấy, anh em có vấn đề gì, đi săn ong trong vòng 7 ngày mà có vấn đề gì cứ liên hệ lại em sẽ hỗ trợ cho anh em. Nếu như mà lỗi của sản phẩm em sẽ đổi cho anh em con mới. Còn nếu như mà anh em chẳng may con nào hỏng thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ phục vụ cho anh em đi săn ong. Đấy, anh em nào cân đối được thì liên hệ sớm nhất cho em Minh anh em nhé. Để chốt một chiếc. Đấy, đợt này thì hàng giá rất là tốt rồi. Giá cam kết tốt nhất thị trường cho anh em. Để cho anh em đi săn ong thì giá 1 triệu rưỡi là vừa túi tiền của những anh em đi săn ong. Đặc biệt là những anh em đi săn ong khoái, ong bò vẽ thì rất là nhiều anh em lựa chọn phiên bản này. Đấy, anh em nào cân đối được thì liên hệ sớm cho em Minh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.